Vâng, trân trọng kính chào quý anh chị. Và trước mặt quý anh chị đây là một mẫu Hyundai Kona được sản xuất năm 2020 và đăng ký tháng 5 2020. Có nghĩa là chiếc xe này mới chạy trên đường được chưa đầy 5 tháng đâu ạ. Chiếc này chính chủ biển Hải Dương, và một cái biển rất đẹp cho quý anh chị ở Hải Dương không rút hồ sơ. Không phải rút hồ sơ mà chỉ có đóng thuế rồi sau đó là đổi đầy tên đăng ký thôi. 38556. Dạ vâng, tài phát sinh sinh lộc. Một cái biển mà nếu quý anh chị đi mua một chiếc xe có trị giá gần 1 tỷ đồng thì ai cũng mong muốn mình bốc được một chiếc biển thật đẹp để có thể là trang điểm cho chiếc xe của mình, đúng không ạ? Thì chiếc Kona sản xuất năm 2020 này, nó là phiên bản giữa, là phiên bản 2.0. Đặc biệt thì quý chị tìm hiểu về dòng Kona, quý chị cũng biết rằng đó là Kona nó có ba cái mẫu xe giới thiệu vào tháng 8 năm 2018. Một mẫu 2.0 tiêu chuẩn, một mẫu 2.0 đặc biệt và một mẫu 1.6 turbo. Thì chiếc mà quý chị đang xem đây, đó là chiếc 2.0 bản đặc biệt, là một cái mẫu ở phần giữa. Và cái mẫu này được nhiều người mua nhất, bởi vì thứ nhất nó cũng không phải là bản thiếu, và thứ hai nữa nó cũng phải là bản đủ cả, nhưng nó lại rất phù hợp với tầm túi tiền của chúng ta. Dạ vâng, phần túi tiền đó là cái phần kinh tế để quyết định bỏ ra mua một chiếc xe cũng rất là quan trọng. Cái mẫu Kona này thì nó là mẫu tiền thân của mẫu i20 Actis, đúng không ạ? Thì cái mẫu này khi mà xuất xưởng tháng 8 năm 2020 thì đã đánh bật thế vị tôn của dòng Ford và EcoSport. Vâng, mẫu này đó, đây là mẫu SUV cỡ nhỏ đô thị, gọi là mẫu Scorover vậy. Vâng, là nó đã đánh bật thị phần của Ford EcoSport và trở thành mẫu xe được ưa chuộng và săn đón nhất hiện nay. Quý chị nhìn qua form dáng thì quý chị cũng biết rồi, đúng không ạ? Cái mẫu Kona này nó có một cái form dáng thực sự là đẹp, trẻ trung, năng động và hiện đại, đúng không ạ? Chắc cái video này quý chị sẽ cùng em Dũng khám phá thật là chi tiết tất cả những cái yếu tố cũng như là các option rồi các phong cách kiểu dáng của chiếc Kona này, đúng không ạ? Em biết rất nhiều quý chị quan tâm, cho nên video này em có làm dài một chút thì quý chị chắc cũng sẽ không than phiền đâu. Có nói nhiều một chút chắc cũng sẽ không chê em Dũng đâu, đúng không ạ? Bởi vì những cái mẫu sản phẩm này nó thật là nhiều cảm hứng để em Dũng có thể làm một cái video thật là dài. Dạ vâng. Thì quý chị có thể biết được rằng chiếc xe này mới lăn bánh được chưa đầy 5 tháng, và người sử dụng là chính chủ biển Hải Dương, là một nhà báo thành phố Hải Dương. Vâng, anh có kinh doanh thêm ở trên bệnh viện Hải Dương, nhưng mà do mùa Covid nó gặp của anh khá nhiều tiền, dẫn đến là anh phải bán chiếc xe này đi để no trả nợ. Thì đấy là nguyên nhân và lý do của việc bán xe. Để anh chị nào có hỏi là tại sao xe này người ta vừa đi lại bán, thì quý anh chị có thể yên tâm về cái phần này. Bởi vì rất nhiều khi quý anh chị thích mua xe lướt, thích mua xe cũ, nhưng không lại quá quan tâm đến cái việc là tại sao người ta bán xe. Thì em cũng giải thích luôn để không quý anh chị nào hỏi về lý do nữa. Và chiếc xe này thích gặp chính chủ cũng được. Và quý anh chị được check lịch sử hãng của chiếc Kona này tại Hyundai Hải Dương, bởi vì chiếc xe này mua tại Hyundai Hải Dương và bảo dưỡng tại Hyundai Hải Dương quý chị nhé. Cho nên với em Dũng và công ty Ba Tư Phan, đó là cam kết với quý khách hàng, đó là chiếc xe này có lịch sử hãng rõ ràng. Vâng, còn lại không cần phải nói nhiều, đúng không ạ? Vâng, cũng đã hơn 4 phút trôi qua, quý chị mới nhìn được form dáng của chiếc xe thôi. Và em Dũng cũng nói hơi nhiều thì quý chị thông cảm. Đầu tiên là cái sự nổi bật của chiếc Hyundai Kona, đó chính là mặt ca lăng trước. Cái phần mặt ca lăng này thì được thiết kế theo hình thác đổ, và ở giữa là mắt lưới cáo, nhìn nó thực sự là trẻ trung, hiện đại và năng động, đúng không ạ? Phần đèn, phần phía đèn của chiếc xe này thì quý chị nhận thấy được rằng
là thế nào đây ạ? Phân đen thì ta nhận thấy rằng nó được thiết kế đèn LED lại nằm ở phía bên trên và thiết kế đèn pha lại nằm ở phía bên dưới. Thì đây cũng là một cái sự thiết kế thực sự là hiện đại mà phá cách của dòng Hyundai Kona này. Đấy, quý chị có thể nhìn thấy. Và cái đèn pha này đặc biệt đó là nó có trang bị cái chế độ liếc. Và khi mà ta đánh lái sang phải thì liếc sang phải, ánh sáng sẽ liếc sang phải, và đánh lái sang phía trái thì nó sẽ đánh lái sang phía trái. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là đây là hệ thống ống hút gió theo kiểu khí động học. Vâng, nó thực sự là hiện đại và mang phong cách thời thượng. Đó chính là những yếu tố mà chiếc Hyundai Kona tại sao lại đứng trên vị trí hàng đầu của mẫu xe SUV cỡ nhỏ gầm cao đô thị, đánh bật thế vị tôn của dòng của dòng EcoSport đây ạ. Còn lại đèn gầm ở phía dưới đây rất gần nhau. Đấy, quý chị có thể quan sát hai bên đèn như nhau này. Như chúng ta chỉ tìm hiểu về thôi. Còn chiếc xe này cam kết với quý chị sơn zin 100%, thân vỏ không đâm đụng, không tai nạn, có lịch sử hãng rõ ràng. Đấy, thì đấy là phía đầu xe ta đã quan sát rồi đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ quan sát tiếp về phía thân xe cũng như là vành xe. Thì với cái vành xe của cái chiếc xe Kona 2020 phiên bản 2.0 đặc biệt này thì nó được trang bị hệ thống lốp Kumo. Vâng, là một cái hãng lốp của Nhật Bản. Và vành thì là la răng phay, thiết kế theo phong cách hiện đại, với kích cỡ đó là 17 inch. Dạ vâng, xe là tháng 5 năm 2020, lốp xưa cua chưa hạ, 4 lốp theo xe là điều chắc chắn rồi. Xe mới chỉ chạy có hơn 1 vạn thôi. Và cái sự khỏe khoắn của mẫu Kona này đó chính là đến từ sự thiết kế bằng những cái miếng nhựa ốp vòng quanh thân xe, làm cho chiếc xe này khi nó được mang lớp sơn màu trắng thì nó thực sự là khỏe khoắn đúng không ạ? Nhìn nó thực sự là khỏe khoắn và trẻ trung, và phong cách thực sự là hiện đại. Xi nhang thì tích hợp chân gương, đó chính là những cái yếu tố mà quý chị tìm hiểu về phía bên ngoài. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu tiếp về phía đằng sau xe của chiếc Hyundai Kona này. Với thiết kế phía sau thì cũng thực sự là hài hòa, bởi vì với cái việc đó là đèn hậu được bo tròn bằng những cái lớp nhựa như thế này thì tạo cái sự khỏe khoắn hiện đại cho cái chiếc xe. Sau đó là hệ thống đèn hậu phía dưới, toàn bộ đó là đèn LED. Vâng, toàn bộ là đèn LED hết. Đấy, phối hợp rất là nhiều những cái miếng nhựa ở đây. Nó lại vừa nhựa và nhựa đen và sơn trắng, rất là đẹp và hài hòa. Thì đó chính là một cái sự thiết kế mà hiện đại, quá là hiện đại luôn. Bây giờ ta sẽ mở cái cốp chiếc xe này ra để quan sát cái phần không gian phía sau cốp. Thì cái khoang cốp của chiếc xe Hyundai Kona này cũng vừa đủ để cho gia đình có thể chở đồ. Nó cũng không quá rộng đâu ạ, nó vừa đủ thôi. Và cốp thì được hỗ trợ hệ thống rô tin thủy lực đây. Rô tin thủy lực rất là dễ dàng trong cái việc đó là mở cốp. Và chiếc xe này thì nó quá mới rồi. Ta chỉ đi cùng nhau đi tìm hiểu những cái option cũng như là những cái công nghệ và những cái tiện ích của dòng Hyundai Kona này thôi. Chứ còn lại về cái độ mới của nó thì ta cũng không cần phải xem kỹ quá đâu, bởi vì là chiếc xe này nói thật với quý chị là cũng không có gì để xem, bởi vì nó quá mới, sản xuất năm 2020, lăn bánh cuối tháng 5 năm 2020. Và ghế ra bản này là bản đủ, là bản 2.0 đặc biệt, cho nên là nó là được trang bị ghế da quý chị nhé. Ghế da. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các option theo xe. Đó là phần nội thất của xe, cũng là một cái phần mà quý chị luôn luôn quan tâm. Đó là cái bản đặc biệt này nó khác với cái bản tiêu chuẩn như thế nào. Và quý chị nhìn này, đấy, chìa khóa thông minh và có hai chìa khóa theo xe. Thì cái bản đặc biệt này nó có trang bị là ghế điện bên lái điều chỉnh 10 hướng quý chị nhé. Điều chỉnh 10 hướng. Và tiếp theo, đây là tem của nhà sản xuất này. Về những cái yếu tố kỹ thuật này, quý chị có thể là đến trực sau khi quyết định mua chiếc xe này, bên công ty Ba Tư Phan sẽ dẫn quý chị ra
Hyundai Hải Dương để check tất cả các thông số cũng như là lịch sử hãng của chiếc Hyundai này. Đó chính là sự yên tâm khi khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty 34 Fun và sản phẩm trực tiếp của người dân 34 sử dụng. Vâng, đó là quý chị hoàn toàn yên tâm. Vậy thì cái option theo xe của bản đặc biệt này nó có những cái gì? Thứ nhất quý chị nhìn, nó được trang bị đó là gì đây? Là cảnh báo làn đường. Cảnh báo làn đường bản tiêu chuẩn không có. Hệ thống chống trơn trượt này. Và sau đó là tiếp theo là cruise control này. Cruise control là chế độ ga tự động này. Vâng. Và tiếp theo nữa quý chị nhìn thấy được là nó còn trang bị các hệ thống dừng đỗ tự động này. Và đây nữa này, khởi hành ngang dốc này, khởi hành xuống dốc này. Vâng, đấy là những cái chế độ mà đặc biệt của chiếc xe này, của mẫu Honda Kona này. Đấy, cần số đây, thiết kế cũng khá là hiện đại. Điều hòa tự động, sấy gương, sấy ghế. Rồi sau đó các chế độ điều khiển, rồi sau đó là điều hòa hai vùng độc lập này. Đấy, màn hình thì được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch đa điểm có kết nối hỗ trợ, hỗ trợ kết nối định vị này, rồi sau đó kết nối với lại iPhone này, rất là hiện đại này. Xe được trang bị là 6 túi khí vòng quanh xe. Đó, 6 túi khí vòng xe và cảm biến gạt mưa. Cảm biến gạt mưa trước và sau luôn. Vâng, đó chính là những cái công nghệ hiện đại của chiếc xe này. Đấy, chiếc này thì không có cửa sổ nóc đâu quý anh chị nhé, chỉ có bản 1.6 turbo mới có cửa nóc thôi. Bản 1.6 turbo thì chỉ hơn là nó là khối động cơ có turbo tăng áp và có thêm cửa sổ nóc thôi. Còn tất cả những cái gì có trên bản 1.6 turbo đều có trên chiếc xe 2.0 đặc biệt này. Vâng, quý anh chị nhìn nhé, đấy vô lăng cần số thì chắc không phải nhìn rồi. Chiếc xe này thì chuẩn zin là 1.9 vạn. Công ty 34 Fun không cam thiệp vào km, bởi vì đây là chủ nhân chạy là nhà ở Hải Dương nhưng mà vợ con ở Hà Nội, cho nên là ngày đi sáng đi tối về, cho nên là cái km nó là 1.9 vạn chuẩn. Quý anh chị có thể check hãng tại Hyundai Hải Dương để có thể là biết thêm thông số chi tiết. Thế bây giờ ta sẽ đi quay đến phần máy của động cơ của chiếc xe. Đấy, option của chiếc xe này rất là nhiều đúng không quý anh chị? Rất là nhiều luôn. Quý anh chị có thể là tìm hiểu để có thể là cuối cùng là lựa chọn chiếc xe Hyundai này. Bởi vì cái bản Kona thì quý anh chị biết rồi, nó mới chỉ có xuất xưởng ở Việt Nam là tháng 8 năm 2018. Vậy nên những cái mẫu Kona mới này gần như là không xuất hiện trên thị trường, bởi vì người ta sẽ rất là ít bán, ngoại trừ có trường hợp nào đó cần thiết về xử lý về tiền bạc cũng như là có công việc gì đó. Chứ còn lại không phải là những chiếc xe tai nạn hay là có vấn đề gì người ta mới bán đâu ạ. Dòng Kona này chưa có thông số gì để báo về nhà máy là những chiếc xe tai nạn. Chiếc xe này bên công ty 34 Fun vừa mới mua được chiều hôm qua, cho nên là tất cả các hệ thống máy chưa dọn rửa để nguyên, để cho nó mộc mạc cho quý anh chị quay, cho quý anh chị nhìn. Máy móc thì zin 100% rồi, chắc là em cũng không phải quay kỹ lắm đâu ạ. Vâng, bởi vì quý chị mua chiếc xe này thì quý chị sẽ được kiểm tra tại hãng Hyundai Hải Dương để kiểm tra chất lượng chuẩn chỉ thì quý chị mới bê về. Và quý chị cũng biết rằng với cái mẫu Hyundai Kona này thì cái giá đề xuất của cái mẫu 2.0 đặc biệt này thì cái giá trị đề xuất của nhà máy cho chiếc xe bản 2.0 đặc biệt đó chính là 699 triệu đồng. Vậy nếu như thời điểm này quý chị mua một chiếc xe mới thì quý chị sẽ được thuế là 50% và cộng thêm một số những cái dịch vụ. Và quý chị lưu ý nhé, chiếc xe này được có bảo hiểm thân vỏ đấy nhá. Có bảo hiểm thân vỏ 1 năm rồi, đăng kiểm 2 năm rưỡi rồi và dán toàn bộ kính rồi, lót sàn ở chiếc đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Vâng. Vậy thì với mức giá đề xuất của nhà máy là 699 triệu đồng cộng với tiền thuế và tất cả các loại hình dịch vụ khác thì lăn bánh sẽ mất 750 triệu. Vậy thì với chiếc Hyundai Kona 2020 đã có biển số Hải Dương này rồi và đã chịu tất cả các mọi loại tiền thuế và sau đó là gì đây? Là tiền bảo hiểm, rồi tất cả các đồ chơi theo xe cũng đã gì rồi, cũng đã được lắp đặt rồi,
thì công ty 34Fan sẽ đưa giá đề xuất cho quý anh chị để quý anh chị mua chiếc xe này về sử dụng nhá. Đó chính là 675 triệu đồng. Vâng, 675 triệu đồng. Và một mức giá mà quý anh chị có thể thấy được là chỉ rẻ hơn so với xe mới chưa được chục triệu đâu, nhưng nó lại lợi thế rất nhiều, đó là có biển số, nhất là những quý anh chị có biển Hải Dương. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là nó lại được trang bị đầy đủ tất cả gương kính rồi, rồi nót sàn rồi tất cả các thứ. Và thứ ba nữa đấy là nó trang bị là bảo hiểm thân vỏ rồi. Nó có bảo hiểm thân vỏ toàn xe 1 năm rưỡi rồi. Và đăng kiểm là 2 năm rưỡi và phí đường bộ cũng là 2 năm rưỡi rồi. Đó chính là những lợi thế. Vậy mua chiếc xe này quý chị rẻ được 100 triệu đồng thôi. Và không nhiều đâu ạ. Nhưng nó lợi thế với những anh chị nào ở Hải Dương mà không phải bấm biển nữa và sử dụng luôn cái biển số đẹp này. Vậy thì quý chị đã quá là ok rồi đúng không ạ? Sử dụng luôn biển số đẹp này, chỉ việc nộp thuế ra tên mất hơn chục triệu nữa thôi là quý chị sở hữu chiếc xe này. Vậy thì mới mức giá đề xuất cho chiếc Koda 2020 sản xuất năm 2020 và là phiên bản 2.0 đặc biệt, đó là 675 triệu đồng, thực sự phù hợp với quý khách hàng. Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ ekip công ty 34Fan để có thể là chốt chiếc xe này mang về sử dụng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý chị.